Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử ca sĩ Y Phụng, nữ ca sĩ làm mẹ ở tuổi 40. Y Phụng là cô ca sĩ chuyên hát các dòng nhạc cổ trang, nổi tiếng trong thập kỷ 90. Không những thế, cô còn là con gái của nghệ sĩ cải lương Minh Phụng và Kiều Tiên. Y Phụng được biết đến như một ca sĩ, diễn viên, trào lưu phim mì ăn liền. Y Phụng là ai? Tên thật, Nguyễn Võ Kiều Mỹ Thể. Sinh ngày 18 tháng 2 năm 1979. Quê quán, Sài Gòn. Nghề nghiệp, ca sĩ. Y Phụng làm mẹ ở tuổi 40. Năm 2005, Y Phụng kết hôn và sang nước ngoài định cư. Trước đây, cô chia sẻ lấy chồng vì muốn làm yên lòng cha lúc đó đang bệnh nặng và mong con gái được yên bề gia thất. Cô ly hôn chồng sau 7 năm chung sống. Năm 2016, cô kết hôn lần hai. Y Phụng sinh con cuối năm 2017, nhưng dự kiến không tin. Chờ dịp ngày của mẹ, ngày 13 tháng 5 sắp đến, cô mới chia sẻ hình ảnh con với khán giả. Diễn viên cho biết, con gái giống hệt cô hồi nhỏ, đáng yêu, kháu khỉnh. Lần đầu nhìn thấy mặt con, cô thấy mọi đau đớn của việc sinh nở biến mất. Làm mẹ ở tuổi 40, cô có nhiều bỡ ngỡ trong việc chăm con. Tuy nhiên, cô được bà ngoại phụ giúp nên không thấy vất vả. Ca sĩ cho biết khi bé tròn 6 tháng tuổi, cô sẽ tập gym giữ vóc dáng, ca hát trở lại. Tôi và chồng đều rất hạnh phúc khi ông trời cho tôi một nàng tiên bé nhỏ, vì cả hai đã lớn tuổi rồi. Ước muốn có con gái của tôi giờ thành hiện thực, Y Phụng chia sẻ. Sự nghiệp và chuyện đời tư của nữ ca sĩ Y Phụng. Năm 6 tuổi, Y Phụng được cha mẹ cho đi diễn vai quần chúng và hát những bài thiếu nhi. Năm 12 tuổi, cô được cha mẹ hướng tới học múa bèo, nhưng không thích mà cô tự học hát qua video ca nhạc hải ngoại. Đến năm 15 tuổi, Y Phụng chính thức đi hát cho các sân khấu trên địa bàn thành phố, nổi tiếng với nhiều bài hát, nhất là bài Yêu Am I Hát Yêu Am I Sau của nhóm Modern Talking, nhưng bị chỉ trích nhiều. Cô bắt đầu nổi tiếng hơn với sự nghiệp điện ảnh khi đóng chung với Lý Hùng nhiều bộ phim như Duyên Chỉ Có Anh, Đời Vũ Nữ. Vai diễn đầu tiên của cô là vai phụ trong phim Những Cánh Hoa Dại. Sau đó, Y Phụng kết hôn cùng chồng sang Hoa Kỳ định cư cho đến nay. Sau khi sang Hoa Kỳ, Y Phụng được Trung tâm Asia mời hát cho một số đại hội nhạc của trung tâm này và các chương trình văn nghệ của cộng đồng người Việt tại khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ. Năm 2011, cô có về Việt Nam chơi và đến xem Đàm Vĩnh Hưng thi, cặp đôi hoàn hảo. Truyền thông và khán giả khá bất ngờ khi nhan sắc của cô vẫn không khác gì so với hồi xưa. Sau lần đó, Y Phụng trở lại Mỹ tiếp tục hoạt động ca nhạc, liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Giọng ca của chị cũng được khen ngợi ngày càng ngọt ngào, da diết hơn. Năm 2015, cô chuyển sang cộng tác với Trung tâm Thúy Nga, một trung tâm nổi tiếng tại hải ngoại. Hình ảnh của cô thay đổi ngoạn mục khi xuất hiện với áo dài, đầm dạ hội và hát dòng nhạc bolero sau nhiều năm vắng bóng khỏi làng giải trí. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.